Kính chào bà con nha. Hôm nay Lâm Quý giới thiệu đến bà con Isuzu TS3110 2 cầu. Xe đẹp lắm nha bà con. Con này heo bét còn 7 màu luôn. TS3110 2 cầu. Động cơ nó là 3 máy nè. Vỏ nè. Mâm thì nó hơi 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 sét chút nhưng mà vỏ rất là đẹp nha. Đây. Vỏ zin hết. Vỏ trước nó xài là 616. Bù lon còn 7 màu hết luôn nha bà con. Heo bét nè. Sơn zin hết luôn á. Có cái mui zin nữa nè. À, dàn sơn, dàn áo rồi nè. Nguyên. Đây, vỏ sau nè. Cũng đẹp luôn nha bà con. Ốc su 12.4 24 có mâm sau thì nó hơi xét xét chút nè, yên zin luôn à mà. Quay giờ này buổi chiều nó hơi nắng chút bà con thông cảm nè, cái chó đèn nó còn sáng trưng luôn. Cậu trước khô ráo, vỏ rất là đẹp. Cái tem bên đây thì nó hơi bị đen một chút, vẫn còn đẹp. Bôi nóc, vỏ nó này. Mùi gì, cái yên cũng zin luôn. Xe này giống hot girl bà con, cần số còn sáng trưng nè. Cabo mới tinh rồi, động cơ này. Kẹt nước nó hơi chói nắng một chút nha bà con thông cảm, heo bé còn 7 màu hết. Bộ heo này bà con thấy không, vàng ươm luôn. Trong nó còn nó bị chạy chuồng một chút mà không có gì, không ảnh hưởng gì. Dạ rồi, cảm ơn bà con cô bác đã theo dõi cái video của nông ngư cơ Lâm Quý à. Bà con có cần máy cài thì cứ liên hệ 0908 171 259 để biết chi tiết à. Chúc bà con một ngày tốt lành và nhiều bình an à. Cảm ơn bà con.